kem Dimezini có phải kem trộn không? Là câu hỏi mà nhiều chị em quan tâm. Cũng bởi lý do là kem này xài da trắng khá nhanh và đẹp mịn nữa, nên nhiều chị em cũng hơi lo lắng. Ai cũng muốn đẹp nhanh nhưng cũng phải an toàn nữa. Vì đẹp được mấy tháng rồi sau đó da xấu đi, da bị nổi mụn trở lại, chữa trị nhiều năm không khỏi thì mất hết cả tuổi thanh xuân của đời người phụ nữ. Vì vậy trong video này, shop sẽ trả lời câu hỏi kem Dimezini có phải kem trộn không, để cho bạn yên tâm nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Dimezini không phải là kem trộn. Nếu như bạn mua đúng hàng chính hãng ở những shop bán hàng uy tín và có tâm. Còn nếu bạn lỡ mua phải hàng giả nhái thì có thể đó là kem trộn. Bởi vì dòng kem dưỡng da mặt này làm giả rất dễ, họ trộn các thành phần hóa chất khác nhau giúp cho da trắng sáng nhanh lắm, nhưng hậu quả về lâu dài có thể khiến cho da đen sạm, nổi mụn trở lại nặng hơn sau một vài tháng, mà không thể trắng đẹp lại như trước đó được. Vì thế nên nếu bạn mua đúng hàng chính hãng thì yên tâm sử dụng nhé. Kem Dimezini chính hãng không phải là kem trộn. Hơn nữa kem Dimezini là của thương hiệu nổi tiếng, được thị trường đón nhận rộng rãi, nếu là kem trộn thì họ sẽ đồn ầm lên khắp mạng xã hội và báo chí, công an vào cuộc thì làm sao tồn tại được. Chưa kể khi xuất ra nước ngoài, còn được kiểm tra nghiêm ngặt bởi các đơn vị chức năng hải quan khác nữa. Nên là hàng thật thì sẽ không có chuyện là kem trộn được. Và shop mình tìm hiểu kỹ càng trước khi bán hàng lắm luôn. Nếu bán vì tiền thì bên mình đã nhập hàng về bán đại, bán rầm rộ để kiếm tiền rồi. Đằng này shop mình đã phải tìm hiểu kỹ càng mới dám nhập về để bán. Và sau đó thì được khách hàng bên shop sử dụng và đánh giá rất hiệu quả. Sau đó thì khách mua lại nhiều lần nữa, giới thiệu cho bạn bè người quen dùng nữa. Nên có thể khẳng định là kem Dimezini có hiệu quả tốt trong việc chăm sóc da trắng mịn và se khít lỗ chân lông giúp đẩy mụn ẩn ra bên ngoài. Nếu là kem trộn thì chắc khách hàng quay lại chửi banh xác shop mất rồi. Vì lượng khách xỉ, khách spa và người quen của shop mua nhiều. Đó là những gì shop mình muốn nói, để bạn có thể tìm và tin tưởng mua chỗ nào bán kem chính hãng và uy tín nhé. Kem Dimezini hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Dimezini hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.